Dạ kính bạch sư, con có xem video giảng về cách gieo hạt giống tốt trên YouTube. Thầy dạy trong video đó nói là để gieo hạt giống về sự giàu có thì có một cách là đúc tiền tiết kiệm vào lợn đất hàng ngày, rồi sau một thời gian mổ lợn ra lấy tiền đó đem cho bố mẹ mình hoặc những người có ơn với mình. Vậy trong thời gian mình đúc tiền tiết kiệm vào lợn đất thì mình có phước về tài sản không? Hay phải đến khi mình đưa số tiền đã tiết kiệm vào lợn đất đó cho bố mẹ mình hoặc người có ơn với mình thì mình mới được phước? Thì cái chuyện là bố thí á, nhớ nha, đầu tiên á, là chúng ta cái bậc đáng cúng á, bậc đáng cúng ở trong cái câu là cúng dường, bậc đáng cúng dường là phước lành cao thượng ở trong kinh 38 pháp hạnh phúc. Bậc đáng cúng đầu tiên chính là cái người có ơn với mình, ơn cao nhất là thầy tổ, rồi xuống là tới cha mẹ đó. Cho nên cái việc là mình cúng dường cho cha mẹ hoặc thầy tổ của mình, đây là điều đem lại hạnh phúc ha. Rồi cái thứ hai là cái chuyện mà mình bỏ tiền vô tiết kiệm vô trong lận đất nó chưa có gọi là mình chưa có hoàn thành cái bước cuối là mình đem tiền đó mình đi cúng dường cho cha mẹ mình hoặc cho người có ơn với mình như là thầy tổ. Nhưng ở trong tạng luật thì có câu chuyện như thế này, là có một gia đình thí chủ xin cúng dường trai tăng đến chư tăng. Nhưng mà chư tăng vào buổi sáng thì ăn sáng no nê rồi, cho nên là buổi trưa khi mà đến nhà thí chủ ăn không có nhiều, thí chủ không có vui, cho nên là có lời bực bội đối với chư tăng. Mà sau khi có lời bực bội đối với chư tăng đó thì thí chủ hối hận và đến thưa với Thế Tôn: thưa Thế Tôn, con đã làm điều vô ích. Thì Thế Tôn mới an ủi là: này gia chủ, khi ông có ý muốn cúng dường là ông đã có phước. Khi ông chuẩn bị cúng dường là ông đã có phước. Rồi khi ông tận tay ông cúng dường là ông đã có phước. Thì cái người gia chủ hoan hỷ và đi về. Như vậy đó, mặc dù mình chưa đem tài sản mình đem đi cho, chưa đem tài sản đi cúng dường, nhưng cái giai đoạn đầu tiên là mình khởi tâm, mình có lòng muốn bố thí cúng dường đến cha mẹ mình, đến các bậc có ơn, là mình đã có phước rồi. Mới khởi ý thôi là đã có phước. Cái thứ hai, khi mình chuẩn bị thì sự chuẩn bị ở đây là gì? Là bỏ tiền vô heo đất. Khi có sự chuẩn bị đó là đã có phước. Và cái giai đoạn thứ ba là mình đem cái số tiền đó mình đem bố thí cúng dường là mình lại có phước nữa. Cho nên là yên tâm điều đó ha. Rồi, để chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.